Lão gia, chuyện gì chàng giận dữ vậy? Quỳ xuống. Lão gia, Bình Nhi có lỗi làm gì mà lão gia nóng giận như vậy? Ngươi đã làm chuyện gì thì tự ngươi biết lấy. Quỳ xuống. Lão gia, quỳ xuống. Ngươi nghe ta hỏi, ngươi vào Tây Môn phủ này thật ra có mục đích gì? Lão gia, Bình Nhi không hiểu ý của lão gia. Từ lúc vào phủ, thiếp vẫn giữ tròn phụ đạo, sao bất thình lình lão gia lại nói những lời như vậy chứ? Ngươi thật là cứng đầu. Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi vào Tây Môn phủ này có phải muốn hại ta tan nhà nát cửa và bố đắc kỳ tử đúng không? Sao lão gia lại nói những lời lẽ này? Bình Nhi thật sự không hiểu. Không hiểu hả? Mấy đâu? Chủ nhân, khiên ả vô đây. Dạ. Mở ra. Ả nhà đầu này đã khai hết mục đích ngươi vào Tây Môn phủ rồi, ngươi còn gì để nói nữa chứ? Lão gia, thiếp không biết cô ấy đã nói gì với lão gia. Thiếp chỉ biết lòng thiếp chỉ hướng về lão gia, không hề có động cơ nào khác. Với lại lão gia cũng chiều chuộng thiếp, thiếp với chàng không thù không oán, lấy gì để trả thù chứ? Lục muội, giữa thanh thiên bạch nhật mà muội vẫn còn dám bịa đặt, ta thật xấu hổ cho ngươi. Lão gia, ngủ muội, nếu như lời nói của Diễm Đào mà đổ tội cho Lục muội, như vậy thật thiếu công bằng đó. Giờ Diễm Đào đã chết, không còn ai làm chứng cả. Nếu chỉ dựa vào đó mà đổ tội cho thiếp, Bình Nhi thật sự không phục. Vậy ngươi muốn làm sao mới phục chứ? Có chứng có cớ, hợp tình hợp lý, Bình Nhi mới phục. Chủ nhân, đã phát hiện ba vật này ở trong phòng của Lục nương. Nói, nhân chứng vật chứng, hợp tình hợp lý. Người nói đi, đây là cái gì chứ? À, thì ra ngươi còn lén lút thờ phụng thúc thúc lão gia và tướng công của ngươi. Lão gia, những vật này có được xem là chứng cứ hay lão không? Lão gia xin cho thiếp nói, thiếp cất giấu linh diệm của họ để làm kỷ niệm thôi, chứ không có ý gì khác. Ngươi còn muốn chối cãi nữa sao? Thật ra, lúc đầu ngươi đã biết rõ ta giết hại đại ca của ngươi và Hoa Tử Hư, nên ngươi dùng khẩu dục kế để kề cận ta vào Tây Môn phủ này để thực hiện mưu đồ, cho đến khi người trong phủ này chết dần chết mòn, có đúng vậy không? Thế còn nói nữa hả? Mưu đồ của người ta đoán ra được rồi, ngươi đừng hòng mà chối tội. Lão gia, chắc chắn ả định bày mưu lập kế để hãm hại người, không thể cho ả sống trên thế gian này nữa, cứ giết ả đi. Lão gia, chuyện gì từ từ nói, mạng người quan trọng đó. Bấy đâu? Dạ. Giam ả lại, đợi ta phán xử. Ngươi vào đây làm gì? Không, ta vào đây để coi sau khi ngươi bị đẩy xuống đây có quen dần chưa thôi. Ở đây chỉ có ta và ngươi, không cần đóng kịch nữa. Chắc ngươi tưởng kế hoạch của ngươi không ai biết, không ai quá giải hả? Tiếc là ngươi không qua mắt được ta. Ngươi đừng quên, ta từng là tỷ muội với ngươi. Ta thật sự quá hiểu rõ ngươi, mỗi bước cờ của ngươi ta đều biết hết. Sao ngươi thắng nổi ta chứ? Bình Nhi, sau cùng ngươi vẫn thua ta thôi. Kẻ thắng là vua, kẻ thua là giặc. Giờ ta đã thua, ta không còn gì để nói nữa. Những việc làm trước đây của ta không hề hối hận. Ngươi vào đây cũng chỉ muốn xem ta thảm hại như thế nào thôi. Giờ ngươi đã thấy rồi, sao còn chưa xéo đi? Đi thì ta sẽ đi rồi. Ta sẽ hối lão gia mau chóng giải quyết ngươi cho gọn lẹ, chứ không để ngươi chịu nhục hình đâu. Tướng công, ngươi đừng có lo lắng. Chỉ cần thiếp còn mang cốt nhục của ngươi, thiếp sẽ cố gắng giữ lấy mạng mình, tìm cách trù chỉnh lại Kiều Môn. Trước khi giết được Tây Môn Khánh, thiếp sẽ không chịu thua đâu. Tướng công, đại ca, thúc lão gia, các người ở dưới suối vàng hãy phù hộ cho ta. Lão gia, người đừng giận nữa mà, phải giữ gìn sức khỏe của mình chứ.
Mấy hôm nay đã nghĩ ra được cách nào để xử Lục Muội chưa? À, dám phản bội ta như vậy, cho dù có ăn gan nuốt máu quả cũng khó mà giảm bớt lòng căm hận của ta đó. Lão gia, theo thiếp chắc Lục Muội quá đau khổ vì cảnh mất chồng nên mới sanh ý niệm xấu. Chỉ cần dành chút thời gian cho ả, thiếp nghĩ dần dần ả sẽ quên đi những căm phẫn ở trong lòng. Lúc đó ả sẽ một lòng một dạ trung thành với lão gia mà. Đại tỷ nói sai rồi. Nếu ả mà quên được thì đã quên từ lúc đầu. Mãi tới hôm nay ả đã gây ra cái chết oan cho bao nhiêu người. Đại tỷ, bộ tỷ đã quên, cốt nhục của tỷ cũng do ả hại chết sao? Ngủ muội, chuyện qua lâu rồi, chắc lại làm gì nữa chứ? Đại tỷ à, không phải muội muốn nhắc lại chuyện đau lòng của tỷ, nhưng mỗi lần muội nghĩ đến cái chết oan của nhị tỷ thì muội chỉ muốn giành lại sự công bằng cho họ thôi. Lão gia, ông trời xem mạng người là đức, nhân mạng lớn hơn trời mà, người nhất định phải suy nghĩ kỹ. Thôi đi, ta tự biết liệu. Còn ả Bình Nhi này, tội của ả đáng chết. Nếu ta không nể tình bụng ả đang mang cốt nhục của ta, ta đã giết ả rồi. Thật là kỳ lạ, chính thiếp cũng không ngờ Bình Nhi thay đổi đến nông nỗi này. Ngay cả tỷ muội như thiếp, nhiều lúc cũng không biết trong lòng ả nghĩ cái gì nữa. Cũng có lúc thiếp nghĩ đến những việc làm của ả, chính thiếp cũng cảm thấy sợ hãi. Ê, Kim Liên à, giờ thì ta đã nhốt ả ở dưới đó rồi, nào còn sợ cái gì nữa? Không phải đâu lão gia, người nghĩ xem, tất cả kế hoạch của ả đều được sắp đặt sẵn. Nếu không tìm ra được âm mưu của ả, không chừng người bị hại tiếp theo sẽ là thiếp. Lúc đó Kim Liên với lão gia sẽ mỗi người một ngã rồi. Ê, Kim Liên, ta cấm nàng nói những lời xui xẻo đó. Lão gia, mấy hôm nay thiếp vì chuyện này mà ăn ngủ không yên. Hay đêm nay người đến phòng thiếp ngủ đi. Được rồi, đêm nay ta sẽ ghé phòng của nàng. Nghe họ nói ngươi không chịu ăn cơm, sao tới giờ phút này ngươi vẫn còn cứng đầu vậy? Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Dù sao trước đây chúng ta cũng từng là tỷ muội tốt, ngươi không muốn tự do sao? Ngươi năn nỉ ta đi, biết đâu ta sẽ tha cho ngươi. Chắc ngươi tưởng ta thả ngươi thật hả? Ta nói cho ngươi biết, chuyện đến nước này có kết cục này cũng do ngươi tự chuốc lấy. Không ngờ ngươi phản lại ta, vẫn hạ lỗ cũ đến dạch tội ta. Bởi vì ngươi đã giết người, cho nên ngươi phải bị trừng phạt. Tội của Võ Đại Lang đáng chết mà. Hạnh phúc cả đời của ta đã quỷ vào tay hắn. Hắn cưỡng hiếp ta, buộc ta phải tự vệ phản kháng thôi. Tội hắn chồng chất, hắn chết là đáng. Kim Liên, người đã thay đổi rồi. Người không còn là Kim Liên trước đây nữa. Hôm nay ta không cầu xin người tha cho ta, ta cũng không cần đến cái mạng mình. Ta chỉ mong người và lão gia hãy tha cho Võ Bộ Đầu. Tha hắn? Tại sao ta phải tha cho hắn? Ta nói cho người nghe, bắt đầu từ hôm nay, ta chỉ muốn một lòng một dạ hầu hạ lão gia thôi. Nếu lão gia cho phép, ta chỉ muốn chạy hắn ra làm đôi thôi. Người thật là độc ác mà. Dù sao người cũng là nhị thúc của ngươi. Hắn là nhị thúc của ta, nhưng hắn có làm tròn bổ phận lo cho ta hay không? Hắn chỉ biết trách ta không tròn phụ đạo, ta ghê tởm hắn. Người không nể chút tình thật vậy sao? Sao người lo lắng quá vậy? Người yêu hắn sao? Hèn chi bấy lâu nay người vẫn bênh vực cho hắn, còn nói sẽ cùng hắn đi tận chân trời góc bể. Thật ra ngươi cũng đã yêu hắn. Ta thật không ngờ ba tỷ muội ta lại cùng yêu một người. Rất tiếc cả ba chúng ta không ai có được hắn. Ta không hề nghĩ sẽ lấy Quỳnh ấy. Trong lòng Quỳnh ấy chỉ có Bình Nhi mà thôi. Bình Nhi? Hiện giờ Bình Nhi còn không giữ nổi mạng mình. Người đã làm gì Bình Nhi rồi? Ai nghĩ có thể vào đây trả thù, tiêu diệt hết những người trong phủ, không ngờ bị ta vạch trần. Bây giờ ả cũng như ngươi, cũng khó giữ được mạng của chính mình. Tại sao vậy? Sao người đối xử với cổ như vậy chứ? Người thả cổ ra đi. Lúc Bình Nhi muốn hại ta, ả chỉ muốn ta chết. Sao không thấy người khuyên ả tha cho ta đi? Tại sao ta đối với các người như tỷ muội, trái lại các người lại muốn ta chết? Người kêu ta tha ả, tại sao ta phải tha cho ả? Ta nói cho người biết, sở dĩ người gặp chuyện này đều do người tự chuốc lấy, do người bất nhân bất nghĩa trước. Đừng có trách ta. Người đã thay đổi đến mức đáng sợ. Ngươi nghe đây, ngươi cũng sắp chết rồi. Sau đó Bình Nhi sẽ nối gót ngươi. Hai tỷ muội ngươi sắp được gặp nhau dưới địa phủ rồi.